Đấy, xổ số Gia Lai ngày hôm qua đây cả nhà nha. Xổ số Gia Lai ngày hôm qua là chúng ta. Ui dồi ôi. Kết quả xổ số Gia Lai ngày hôm qua cả nhà ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chúc quý vị chúng ta có một buổi sáng thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc nhé. Một ngày mới làm việc hiệu quả cả nhà nhé. Hôm nay thì Khánh làm cái video này để chia sẻ với quý vị. Ôi trời ơi, con chào Dương. Con chào Dương nhá. Ôi rồi ôi, lâu ngày quá hả? Dương khỏe chứ? À dạ. Thằng em lâng lâng nha vậy vì xuống tưới nước À dạ, dạ đó. dạ. Con mới nghe gì kể chuyện xong? À, Dạ. đó. Vâng. Nghe Con mới vào Đông Hà khi ra Đông Hà khi tối. à. Con ở Đông Huế ra. À. Khi tối ngủ lại xong rồi sáng đây đi đi lại đây À, chứ làm được tuổi tác nào thấy xem trên hay chứ này đây xem tên thứ hai à, á. thấy đó tuyệt vời Dạ, con cảm ơn Dương rất nhiều nha. Dạ. Con đang ngồi để con ghi hình làm một vài cái thông tin ở đây một tí. Dạ. ông lên lên nhà thằng con bên kia người này kia kia lên lên làm cái gì hàng rồi À, con bé á. giờ lại đấy trưa cơm lấy chưa gì đó Trưa trưa rồi có gì thì con tính, bởi vì là tí nữa là con còn đi trao đi một quà cho hai hoàn cảnh khó khăn ở đây nữa. đi một đi đâu về Dạ 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 dạ. đấy Cảm ơn Dương nhá. Dạ. Dì mới đi vào phía trong để dọn dẹp nhà cửa với thay áo quần nhé. Dạ dạ. có phương tiện đi chưa lấy xe nó đi Con có rồi, con đi xe của con đâu đó. đó đấy Dạ. rồi đi Lâu ngày Dương hè. lâu rồi Dạ. Quý vị thân mến, hiện tại là Khánh đang ở tại thành phố Đông Hà quý vị ạ. Tối ngày hôm qua thì chiều ngày hôm qua thì sau khi mà xong việc ở ngoài ở trong huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế đấy, Khánh đến để có công việc ở đó xong đấy thì Khánh vút ra luôn đấy, vút ra và bây giờ thì có đường cao tốc Cam Lộ La Sơn rồi, cho nên là đi cũng nhanh. Từ Phú Lộc mà đi ra tận đây là lúc đó Khánh check là đâu đó là phải hơn 100 km, nhưng mà anh em chạy đâu chạy khoảng tầm 1 tiếng rưỡi thôi là ra. Thì tiếc rằng là cái cao tốc Cam Lộ La Sơn là hơi nhỏ, chỉ được là 2 làn xe thôi, thành ra là đi cũng không được nhanh lắm. Nếu mà có dải phân cách cố định rồi cái làn đường rộng hơn thì đi rất là nhanh đó. Và đặc biệt nữa là có một vài xe tải đi trên đường cao tốc nhưng mà chạy cực kỳ chậm. Tối ngày hôm qua anh em đi trên đường mà có phải đến cả hơn chục cây số, có một chiếc xe tải đi ở đằng trước mà chỉ chạy với vận tốc có nhiều đoạn là chưa đầy 50 km/h, và những chỗ mà anh xe tải nó chạy nhanh nhất ấy, thì cũng chỉ được là khoảng 55 đến 60 km/h thôi, trong lúc đó là cao tốc phải cho chạy là 80 đấy, mà đường thì lại cấm vượt, thành ra là anh em là cứ chạy như rùa bò đằng sau cái xe tải đó, thành ra là về Đông Hà cũng hơi muộn đấy. Về Đông Hà hơi muộn thì cũng rất là vui khi mà về đây thì được một nhà hảo tâm, một doanh nghiệp rất là lớn ở tại tỉnh Quảng Trị, cô chú đã dành thời gian tiếp đón Khánh cùng với anh em trong ekip, có một cái buổi tối ăn cơm rất là ngon, rất là đặc biệt, và đặc biệt nữa là được chú Đoàn Luyến là chủ của doanh nghiệp Đoàn Luyến ở tại Quảng Trị đấy có một cái buổi chia sẻ giúp cho Khánh giác ngộ được rất là nhiều thứ. Cảm ơn chú rất là nhiều, cảm ơn cô Lài đã dành những cái thời gian và tình cảm để trò chuyện cùng với anh em ekip của Khánh trong tối ngày hôm qua. Thì hôm nay Khánh về với Quảng Trị thì cũng trên cái hành trình mà Khánh sẽ đi từ Đông Huế đi ra Nghệ An đây quý vị, đi ra Hà Tĩnh quê Khánh đấy, thì sẽ có ghé Quảng Trị và Quảng Bình để thay mặt cho quý vị giúp đỡ cho một số hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Khánh sẽ ở lại Quảng Trị khoảng chừng một ngày thôi, từ giờ đến chiều đến tối là Khánh sẽ ra Quảng Bình đó. Thì có một cái nội dung mà quý vị chúng ta rất là mong chờ để trong 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 từ chiều qua đến giờ mà Khánh phải là làm một cái video như thế này để chia sẻ với tất cả quý vị. Và lúc này đây thì Khánh đang ngồi ở một cái quán nước của dì Khánh cả nhà. Khánh có một người dì ở tại thành phố Đông Hà đây đấy, là dì là chị em với mẹ của Khánh, là con cô con cầu ấy đó. Thì đây là ngồi ở quán nước chè đâu, cũng rất là mát mẻ ở buổi sáng ở tại thành phố Đông Hà. Đấy, sáng ra là gì còn chuẩn bị
ăn sáng rồi là còn tráng miệng các kiểu nữa. Nhưng mà có một cái nội dung rất là quan trọng mà có lẽ là trước khi ăn uống mè sững rồi là hoa quả đây, thì Khánh phải chia sẻ với quý vị một cái thông tin cực kỳ đặc biệt cả nhà nhé. Hãy mời quý vị uống nước nhé. Đó là chiều trưa ngày hôm qua ở tại cổng chờ Đông Ba của thành phố Huế đấy, thì quý vị chúng ta có xem cái video mà Khánh tình cờ gặp một em trai mù. Em trai mù mà có giọng hát rất là hay, với một cái tướng mào mà Khánh thấy là rất là kỳ lạ quý vị ạ. Một cái tướng mào hiếm có, mà những người mà có cái tướng mào kiểu như thế này thì Khánh đâu đó Khánh nhìn thấy như trong phim đấy. Đấy, nhìn rất là vàm vỡ đấy, nhìn rất to khỏe, nhưng mà rất là đáng tiếc là em này sinh ra là mắc một cái căn bệnh gì đó, sốt, hình như sốt, và sau đó là chích thuốc thì không may là cái biến chứng của bệnh của thuốc nó dẫn đến là em bị mù cả hai mắt và phải đi bán vé số để kiếm tiền đấy. Và người đồng hành cùng với em đấy đó là một cái người phụ nữ có nước da nó ngăm ngăm và cái sắc da nó hơi sàm sàm một chút. Đấy, thì sau khi mà Khánh đăng video đó lên thì rất là nhiều khán giả nói với Khánh rằng là Khánh ơi hãy tìm hiểu thật kỹ, chứ cái người phụ nữ đi bên cạnh thấy lâu lâu cứ giật giật đấy, lâu lâu cứ bấu vai, lâu lâu cứ bấu chân bấu tay gì đấy đối với em Hải đấy, là chàng trai mù đấy, thì không biết rằng đó có phải là mè của Hải hay không, hay đó lại là một người chăn dắt đấy, một cái người nào đó mà gọi là trong cái nhiều người chúng ta hay dùng cái từ là chăn dắt những người mà kém may mắn, những người tàn tật để đi xin tiền, đi bán vé số vân vân để lấy tiền đấy cả nhà. Đó. Thì thực sự là lúc mà khi mà Khánh đọc được những cái comment đó của mọi người thì Khánh rất là chột dạ, bởi vì Khánh trong lòng không nghĩ đến cái việc là đây có phải là mè của em Hải hay không, hay là đây là một cái người phụ nữ mà như quý vị chúng ta chia sẻ. Đó, Khánh giật mình lắm quý vị nhá. Cho nên là Khánh có trả lời bình luận với tất cả mọi người. Vâng, để Khánh tìm hiểu, để Khánh sẽ tìm hiểu kỹ về trường hợp này. Và ngay lập tức thì Khánh đã gửi cái hình ảnh mà chàng trai mù cùng với người phụ nữ đứng bên cạnh ấy, ở tại chợ Đông Ba. Khánh đã gửi cho rất là nhiều, cho một số anh chị thân thiết cùng với Khánh ở tại thành phố Huế, là những người mà cũng có mối quan hệ rộng rãi rồi hay các làm các cái hoạt động xã hội đấy. Đấy, thì ngay lập tức chưa đầy 5 phút thì có phản hồi ngay. Đó là từ chị Loan, là quán bún Tí Loan ở tại thành phố Huế đấy quý vị. Đó, chị cũng hoạt động thiện nguyện rất là nhiều. Chị ngay lập tức là chị gọi điện và nhắn tin cho Khánh bảo là đúng, đây là hai mẹ con đấy. Cháu Hải rất là đáng thương, rất là ngoan. Mặc dù hàng ngày đi bán vé số để kiếm tiền như thế, nhưng mà trong một tuần như vậy là dành một ngày để đi tu, đi niệm Phật đấy cả nhà. Đó, và người phụ nữ đứng bên cạnh chính là mẹ của em Hải luôn. Đấy, thì Khánh cũng thông tin với tất cả mọi người như vậy. Những cái sự cảnh giác, những cái câu hỏi, những cái đề phòng của tất cả chúng ta đó là cái điều tốt. Đấy, thì bởi vì là chúng ta cũng nhìn thấy được rất là nhiều cái câu chuyện mà họ tàn tật bỏ lê bỏ lết đi bán vé số ở trong miền Nam Sài Gòn, hay là thậm chí là ở miền Trung, Quảng Nam, Đà Nẵng cũng ở Quảng, các kiểu đấy. Chúng đâu đó là chúng ta đã gặp những trường hợp chăn dắt rồi. Cho nên là chúng ta đặt những cái nghi vấn như vậy là cũng rất là phù hợp. Đấy, tuy nhiên thì với câu chuyện của em Hải mà ngày hôm qua Khánh có chia sẻ lên thì là sự thật hai mẹ con cả nhà nhé. Đấy, chia sẻ với cả nhà để chúng ta yên tâm. Đó, và một cái thứ hai nữa mà Khánh muốn chia sẻ với tất cả quý vị ở đây, cái này là cái cực kỳ hồi hộp này. Cái này là hấp dẫn lắm cả nhà này. Đấy, mà quý vị chúng ta biết là ngày hôm qua là Khánh có mua đến 18 cái tờ vé số. Đấy, của sổ số kiến thiết Ninh Thuận. Đấy, và chàng trai Hải, người mù hát rất hay, bốc cho Khánh đấy, và nói rằng là nếu mà anh mà trúng ấy, thì sẽ được 4 tỷ đồng đấy, 4 tỷ. Và Khánh nói rằng là nếu mà Khánh trúng 4 tỷ đó, thì Khánh sẽ dùng hết toàn bộ cái số tiền đó để thực hiện cái chương trình thiện nguyện, để đi làm chia sẻ giúp đỡ người nghèo đó. Thế thì lúc tối qua Khánh còn nói với em Huy ấy, anh em đồng hành cùng với nhau cameraman, nói rằng là nếu mà bây giờ trúng 4 tỷ đó là anh em mình bung lùa luôn, xuyên gọi là thực hiện một cái chương trình là vòng quanh Việt Nam là tưng bừng luôn. Đấy, Huy còn nói với Khánh là ôi anh ơi, anh hứa là dùng hết để từ thiện rồi. Đúng, dùng hết để từ thiện, nhưng mà cái chi phí đi trên đường cũng là cái chi phí để chúng ta làm từ thiện mà. Đấy, đó cũng được gọi là đi làm từ thiện mà.
Đấy cũng giống như là ngày hôm nay các quý vị chúng ta có tiền chúng ta gửi về cho Khánh để giúp đỡ người nghèo. Thì Khánh thì cuộc sống nó khó khăn. Đấy, cho nên là chưa có nhiều tiền để giúp đỡ bà con thì Khánh là dùng công sức của mình và cái thời gian của mình. Và Khánh nghĩ rằng là công sức và thời gian nó cũng cũng là cái gọi cũng được tính là bằng tiền để chúng ta giúp đỡ bà con mà. Ở thậm chí những cái chi phí chúng ta đi trên đường nữa. Đấy, bởi vì nếu giả sử mà không có những cái công sức, cái thời gian và những cái chi phí của chúng ta bỏ ra để đến những chỗ này chỗ kia để chia sẻ để giúp đỡ bà con thì làm sao những cái hoàn cảnh khó khăn đó có cơ hội được giúp đỡ nhiều, đúng không quý vị? Đấy, cho nên là 4 tỷ đó đấy, chúng ta sẽ dùng để chi phí lộ trình đi trên cái chương trình là vòng quanh Việt Nam cũng như là để giúp đỡ bà con nghèo. Hy vọng rằng là sẽ trúng bà con nha. Rồi, những cái điều quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ phải check. Đó. Thì bây giờ Khánh sẽ check xem cả nhà nha. Thực tế là Khánh thề với quý vị luôn nha. Đó là Khánh hoàn toàn chưa mở kết quả sổ số kiến thiết Ninh Thuận được phát hành và gọi là được mở thưởng vào chiều ngày hôm qua 19 tháng 4 năm 2020 quý vị. Khánh chưa hề mở luôn. Đó. Khánh chưa hề mở luôn cả nhà nha. Đó. Đến bây giờ Khánh mới mở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bây giờ thì chúng ta sẽ vào cả nhà nha. Đấy, chúng ta sẽ mở internet lên. Đó, và sau đó chúng ta sẽ vào cái kết quả sổ số. Kết quả sổ sổ số. Ninh Thuận. Đấy, Ninh Thuận đây, ok, chúng ta sẽ check vào đây. Nó sẽ ra kết quả đầu tiên đây cả nhà. Đó. Đấy, hôm qua là ngày thứ 6 cả nhà nha. Hôm qua là thứ 6 thì như vậy là chúng ta có giải đặc biệt ở đây đó là 231269. Đấy, và rất là nhiều cái giải khác nữa. Thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh chúng ta sẽ check xem rằng là 18 cái tờ vé số của Khánh ngày hôm qua mua có trúng hay không cả nhà nha. Đây. 18 cái tờ vé số ngày hôm qua mà Khánh mua đây cả nhà. Đấy, sổ số kiến thiết. Ở đây là của sổ số Gia Lai em ạ. Úi. Hôm qua mình nhớ là mình mua Ninh Thuận mà. À, hay là trong này nhiều cái. À, trong này gồm có là sổ số Gia Lai cả nhà này. Rồi có sổ số Ninh Thuận này. À, Ninh Thuận là phần nhiều, có một tờ Gia Lai thôi. Đấy, thì bây giờ Khánh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau là chúng ta sẽ mở được nha. Đây. Sổ số Gia Lai đây cả nhà nha. À, Ninh Thuận này. Ninh Thuận thì bây giờ Khánh có là tờ thứ nhất. Đó là số ở đây là 565112. 565112 không có con nào cả nhà. 565112 như vậy là không trúng thưởng rồi này. 565112 là không có số nào luôn. Không trúng giải nào cả. Đấy, xong hai tờ. Cái này là 665112. 665112 cũng không có, đầu 6 à. Đầu 6 chỉ có là 62139 thôi. 68537. Ây chà chà, không trúng phát nào. 655. 655 ở đây là 665 655 6556. Ôi, không trúng rồi cả nhà ơi. Tờ này cũng không trúng này, đầu 7 nào. Đầu 7 đây là sổ số Ninh Thuận là 776 765112 cũng không có, đầu 7 không có. Đầu 7 ngày hôm qua sổ số Ninh Thuận không có, đầu 7 không có. Đen thế, cả nhà chúng ta cùng đừng rời màn hình nhá. Cứ cùng với Khánh ta mở thưởng cả nhà nhá, đầu 8 à. Đầu 8 ở đây cũng không có cả nhà, tiếc thế chứ này, đầu 8 65112 không có. À, đầu 2 này. Đầu 2 ở đây là 265112. Đầu 2 thì ở trên này là có nhưng mà là nó không trúng thưởng. Đầu 2 2687 à. Không trúng hai tờ. Rồi, đầu 3 cả nhà này. Đầu 3 là 365112. Toán 112 sau cùng. Cái series của chàng trai mù Bùi Văn Hải này bốc cho Khánh là toàn series như này là chưa trúng rồi, chưa may rồi. Đấy, chưa may lần sau Hải nhỉ. Quý vị nhỉ. Đấy,
Ok, hết. Bây giờ là hết sổ số Ninh Thuận rồi. Như vậy là không trúng phát nào cả nhà. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang cái sổ số Gia Lai nhá. Sổ số Gia Lai, bây giờ Khánh sẽ sang cái sổ số Gia Lai này. Sổ số Gia Lai, đây rồi. Đấy, sổ số Gia Lai ngày hôm qua đây cả nhà nhá. Sổ số Gia Lai ngày hôm qua là chúng ta... Ôi dồi ôi. Dồi ôi. Kết quả sổ số Gia Lai ngày hôm qua cả nhà ơi. Hay chà chà. Hải thì bốc cho mình đúng một series. À, nhiều series cả nhà. Sổ số Gia Lai ngày hôm qua giải đặc biệt của chúng ta là 147991. Đấy, thì chúng ta sẽ check cái tờ này. Tờ đầu tiên ở đây là 363260. 363 đầu 3 không có giải nào cả nhà. Tiếc thế cho này. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục này. À, tiếp theo là 063260. Đầu 0 nè. 063. Ôi dồi ôi. Trời ơi, 06394. Trúng được 3 số cả nhà. Trúng được 3 số thôi. 06394, đây là 06326. Nào, để xem 06394 nữa đi cả nhà. Bây giờ là có 063 rồi, chỉ cần có 3 số đằng sau trúng là ngon. Thế bây giờ Khánh sẽ xem là giải đặc biệt của chúng ta là gồm những cái gì và các giải khuyến khích là gồm gì, gồm những cái gì để chúng ta biết được là cái tờ, những cái tờ này nếu trúng chúng ta sẽ được cái gì cả nhà nha. Đây, giải đặc biệt của chúng ta là gồm là trúng về 6 số chúng ta sẽ được 2 tỷ và tối đa là 4 tỷ 2 tờ. À, 10 giải nhất là 5 số trúng, mỗi một giải là 30 triệu đồng. Đấy, cũng tưng bừng phấn khởi đấy. 5 số trúng 30 triệu đồng. Đấy, 10 giải nhì là 5 số trúng 15 triệu đồng. 20 giải 3 5 số 10 triệu đồng. 70 giải 4 3 triệu đồng. 100 giải 8 1 triệu đồng. 300 giải 6 400 nghìn đồng. 1.000 giải 7 200 nghìn đồng. Và 10.000 giải 8 100 nghìn đồng. Đấy, đó là gọi là, đây là gọi là thể lệ đây cả nhà nha. Đấy, cơ cấu giải thưởng đấy. Thì từ lúc nãy giờ là chúng ta chưa trúng phát nào cả. Còn mấy tờ đây nữa cả nhà này. 06326 không trúng này. 163260. 163 không trúng phát nào cả nhà. Đấy, chết chưa. 163. Đấy, chết chưa. Hôm qua biết là mình bốc mỗi loài một số thôi thì cơ hội trúng nhiều hơn. Đấy. 26326. Ôi giời. Ôi giời, 36326. Không trúng phát nào cả nhà ơi. Ôi giời ơi. 200 nghìn đồng. Tiền mua vé số. Ngày hôm qua coi như là góp phần là xây dựng quê hương đất nước rồi. Bởi vì là sổ số kiến thiết thì ít nước lời nhà mà. Sao không trúng vẫn chơi. Chắc trượt. Đúng không cả nhà? Đấy, cái nhạc của sổ số kiến thiết nó hay lắm. Sao không trúng vẫn chơi, chắc trượt. Đấy, thế mà vẫn chơi đấy. Bởi vì là sổ số kiến thiết thì ít nước lời nhà. Đấy, Khánh xin được công bố kết quả sổ số, những cái tờ vé số mà ngày hôm qua Khánh mua để chia sẻ với cả nhà nha. Rất tiếc là không trúng. Không trúng thì không được 4 tỷ. Nhưng mà chúng ta vẫn làm thiện nguyện cả nhà nha. Đấy, không có tiền để mà bung lùa thôi. Chứ còn thông qua sự kết nối thì chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video mở thưởng sổ số kiến thiết Ninh Thuận và Gia Lai cùng với Khánh trong buổi sáng ngày hôm nay cả nhà nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị chúng ta có những cái lời góp ý nào, những cái lời chia sẻ nào, hãy để lại những bình luận trong video cùng với Khánh nhé. Bởi vì là trong thời gian vừa qua đấy, có một số người thôi, không phải là nhiều lắm, nhưng mà có một số người có bình luận ở trên kênh của Khánh, hay là một vài anh chị có nhắn tin cho Khánh bảo là Khánh nói chuyện dài dòng quá. Đấy, lắm mồm quá. Đấy, Hà với Khánh ơi, ông mà thêm vài năm nữa chắc là ông là
gọi là khủng khiếp của sự lắm mồm, của sự dài dòng. Thì thực sự là Khánh cũng rất là băn khoăn và hoang mang quý vị ạ. Đấy, nếu quý vị chúng ta có những cái nhận xét nào trong những cái hoạt động thiền nguyện của Khánh, xem rằng là khi mà Khánh trao đổi với mọi người, những người dân nghèo khó vất vả đấy, trong cái câu chuyện mà Khánh đăng tải lên mà nó có rườm rà miên man, nói tào lao trên trời dưới đất, nói lung ta lung tung, nó không đi vào nội dung chính đấy, thì rất là mong được quý vị chúng ta hãy góp ý cùng với Khánh mọi người nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn cả nhà, đừng quên theo dõi những video tiếp theo của Khánh, nhấn like, chia sẻ để giúp đỡ người nghèo của nhà nhé. Cảm ơn quý vị, xin chào mọi người.